Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 luyện tập. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài ngày, giờ, thực hành xem đồng hồ. Chúng ta xem cái bài thứ nhất. Điền số tích hợp vào chỗ chấm. Em thức dậy lúc chấm chấm. Mấy giờ sáng này? Cái đồng hồ này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Đó. Cái mặt đồng hồ này nó giống như cái cân đồng hồ vậy. Người ta chia ra là 10, 12. Thì cái kim trong này có hai cái kim. Cái kim dài và cái kim ngắn. Cái kim ngắn này là cái kim chỉ giờ và cái kim dài là cái kim chỉ phút. Cái kim giờ này thì nó chỉ số 6, cái kim phút nó chỉ đúng con số 12, đây là 6 giờ. 6 giờ sáng. Hai cái kim này trùng nhau. Bố đi làm về lúc là chấm 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 giờ trưa. Hai cái kim này trùng nhau thì đó là 12 giờ, được không? Đây, ví dụ như thầy có cái đồng hồ như thế này đây. Nè, rồi. Đây là cái kim này, là cái kim màu đỏ đỏ là cái kim chỉ giờ, và cái kim màu xanh xanh là cái kim chỉ phút. Đây là 6 giờ. Được không? 12 giờ thì nó như thế này. Cái kim màu xanh xanh này nó quay một vòng thì cái kim giờ này nó lên một số. Nè. Đó, hai cái kim này trùng nhau đó là 12 giờ. Nè, sẽ coi xíu. Đó, 12 giờ. Nè. Đó là 12 giờ. Và tiếp theo, cái kim này chỉ số 5, cái kia chỉ 12 là 5 giờ, 5 giờ chiều. Này là 7 giờ. 7 giờ tối. Và cái kim này chỉ số số 10 thì là 10 giờ. Cái kim này chỉ hơi bị lệch á, nhưng đúng là chỗ này. Cái kim này mình chỉ đúng con số 12 thì cái kim này nó chỉ đúng con số cụ thể, ví dụ như số 9, số 10, số 8, chứ không có được, không thể lệch như thế này được. Hơi này như vậy là nhìn hơi lệch lệch. Này là 10 giờ. Rồi, giờ này thì chúng ta có thể là 10 giờ đêm hoặc là đây là 12 đúng không? Chúng ta qua buổi trưa là tới buổi chiều là đây là 13 giờ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Trong một ngày có 24 giờ. Bài này 16 giờ thì tương ứng với nãy thầy nói đấy. Đây là 12 giờ trưa này. 1 giờ chiều hay còn gọi là 13 giờ này. 2 giờ chiều hay còn gọi là 14 này, 15, 16, 16 giờ. 16 giờ hay còn gọi là 4 giờ chiều. 16 giờ hay còn gọi là 4 giờ giờ chiều. 22 giờ hay còn gọi là 10 giờ tối. Đó, qua trang tiếp theo. Bài số 2. Đúng thì ghi D mà sai ghi X vào ô trống. Một ngày có 42 giờ. Chỉ có 24 giờ thôi chứ 42 giờ không phải, sai. 1 giờ có 60 phút, cái này đúng. 1 ngày 1 giờ có 50 phút là sai, 1 giờ là có 60 phút. Nên là sai. 1 ngày có 24 giờ, cái này đúng. 3. Nói đồng hồ với hoạt động phù hợp. Trong này chúng ta sẽ có là 8 giờ mẹ đi chợ. Đây, cái kim này là đồng hồ này là chỉ 8 giờ. Em đi học về lúc 17 giờ. 17 giờ là hay còn gọi là 5 giờ, 5 giờ chiều. Mười tám giờ Hằng đi bơi, đi học bơi. 18 giờ là 6 giờ, hay còn gọi là 6 giờ chiều.
Bố đi làm lúc 7 giờ. Đây, con số 7 này. Đọc qua bài số 4. Vẽ thêm kim để chỉ thời gian tương ứng. 6 giờ. Cái này người ta đã vẽ sẵn cái kim kim gì kim phút rồi, chúng ta đi vẽ kim giờ. Kim giờ thì chúng ta vẽ ngắn hơn cái kim phút một chút. À. Đó, 6 giờ. Đây là 15 giờ, chúng ta đếm nè. Trước tiên chúng ta phải vẽ con số cái kim phút trước là chỉ số 10, 12. À, đó là kim phút. Đây 12, 13, 14, 15, như vậy là 3 giờ. À, nó là 3 giờ. 3 giờ chiều. À, là 20 giờ. À, chúng ta đếm này. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 là 8 giờ, 8 giờ tối á. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.